chúng mình là Top 1 Khám Phá. Với những ai là mọt phim, đặc biệt là fan của dòng phim Marvel thì đều biết rằng vũ trụ Marvel là tập hợp rất nhiều những vũ khí, những thiết bị hiện đại và có đôi phần đáng sợ. Một trong số những vũ khí nổi tiếng đã được lên màn ảnh của vũ trụ Marvel thì không thể không kể đến găng tay vô cực, thứ mà đã giúp cho Thanos chỉ với một cái búng tay đã tiêu diệt một nửa vũ trụ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì còn nhiều những vũ khí lợi hại hơn thế rất nhiều, gây gớm hơn thế rất nhiều nhưng lại chưa được chuyển thể lên màn ảnh. Và đó là những vũ khí gì thì ngày hôm nay hãy cùng với Top 1 Khám Phá chúng mình tìm hiểu nhé! 8 loại vũ khí mạnh nhất trong thế giới Marvel. The Ultimate Nullifier. Ultimate Nullifier chỉ nhỏ bằng chiếc smartphone, cỡ vừa nhưng lại sở hữu một sức mạnh to lớn. Nó được biết đến với cái tên vũ khí tàn phá nhất của vũ trụ. Trong phiên bản truyện tranh, để ngăn chặn Galactus tiêu diệt cả thế giới, Johnny Storm của Fantastic Four đã đến tận quê hương của kẻ xâm lược và tìm thấy thứ vũ khí này. Đối với Ultimate Nullifier, nó có sức mạnh để xóa sổ mọi mục tiêu khỏi sự tồn tại, hay thậm chí hủy diệt cả một hành tinh hay làm bốc hơi thời gian. Infinity Gauntlet, găng tay vô cực. Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về thứ vũ khí này khi nó đã giúp cho Thanos tiêu diệt 1/2 dân số toàn vũ trụ. Cùng với các viên đá vô cực, chiếc găng tay đã tạo nên một sức mạnh vô bờ bến ở cả phiên bản comic và điện ảnh. Với Infinity Gauntlet, Thanos sở hữu nhiều năng lực khác nhau, phụ thuộc vào chính những viên đá vô cực. Ngoài ra, nó còn cường hóa ban cho gã Thanos có được sức mạnh ngang ngửa với những thực thể đứng đầu vũ trụ. The Black Vortex. Bản thân Black Vortex đã mang một sức mạnh vô hạn, cho nên nó luôn là mục tiêu ngắm đến của các thế lực đen tối. Với thứ vũ khí này, người dùng có thể khuếch đại sức mạnh, tiềm năng của bản thân lên hàng ngàn, hàng vạn lần, ngang ngửa với cả những thực thể hùng mạnh nhất. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó không những đã là một mối đe dọa với các siêu anh hùng, mà ngoài ra, người dùng Black Vortex dù tốt đến đâu cũng dễ bị đắm chìm, tha hóa trong quyền lực, sức mạnh vượt trội của nó mà dần dần hóa thành tà ác, tham lam hơn. Nhóm X-Men và vệ binh giải ngân hà đã từng sử dụng sức mạnh của Black Vortex để chiến đấu chống lại sinh vật ngoài trái đất, những kẻ muốn ăn cắp nó, nhưng cuối cùng họ đã phải từ bỏ cách làm này. The Crimson Game of Cytorax. Xuất hiện trong vũ trụ X-Men, Crimson Game of Cytorax là một viên ngọc bí ẩn được tạo ra bởi vị thần Cytorax, cổ xưa và đương nhiên, nó mang trong mình một nguồn năng lượng khổng lồ. Một dị nhân có tên là Ken Marco đã vô tình được ban cho sức mạnh từ Crimson Game of Cytorax. Ngay sau đó, anh ta trở nên hùng mạnh hơn cả ngàn vạn lần. Từ siêu sức mạnh, siêu tốc độ đến sức bền và khả năng tái tạo vô song đều là những thứ mà Ken có được. Không dừng lại ở đó, Ken Marco còn có khả năng thao túng từ trường, ma thuật và gần như bất tử. Với từng đó khả năng, nó đủ khiến anh ta trở thành độc cô cầu bại trong thế giới này, nhưng cũng chỉ chiếm chưa đến 1% toàn bộ sức mạnh của viên ngọc Crimson. The Evil Eye. Bảo vật thần bí này có sức mạnh để thao túng tất cả các dạng vật chất, cũng như khả năng làm chủ không thời gian. Nó có khả năng phân hủy vật chất, phá hủy các trường lực và tạo ra các vụ nổ năng lượng cực lớn. Người sở hữu thứ vũ khí này đủ mạnh để chinh phục các vị thần tối cao như là Loki là một ví dụ. Trong phiên bản comic, sự bất đồng về quan điểm cũng như là quyền kiểm soát đối với nó đã dẫn đến các cuộc chiến giữa hai phe là Avenger và Defender. Darkhold là một cổ thư có thể được sử dụng bởi người dùng để hấp thụ một lực lượng lớn kiến thức ma thuật đen tối. Các kiến thức bên trong cuốn sách đã được sử dụng để tạo ra những con ma cà rồng đầu tiên và có một phần trách nhiệm trong việc nhấn chìm Atlantis. Darkhold được coi là trái ngược với cuốn sách của Vishanti, nơi mà Doctor Strange học hỏi các kiến thức và quyền năng của mình. Sức mạnh của nó có ảnh hưởng bất lợi đối với bất kỳ ai đọc được, có nghĩa là ngay cả khi phép thuật được dùng với mục đích tốt, người dùng sẽ sớm bị nhiễm độc bởi sức mạnh tà ác của cuốn sách. Tuy nhiên, nó nguy hiểm và uy lực hơn nếu rơi vào tay kẻ xấu. The Crown Crystal. Crown Crystal là một khối tinh thể khổng lồ màu hồng. Nó không nguy hiểm với quyền năng hay những sức mạnh ban cho người khác, mà chính sự tồn tại của nó đã là sức ép không nhỏ đối với vũ trụ. Theo như thực thể đã tạo ra Crown Crystal, tên khác của nó là sự kết thúc của vạn vật. Sở dĩ có cái tên đáng sợ như vậy là bởi vì Crown Crystal không tuân theo bất kỳ định luật vật lý, khoa học nào. Nó ẩn chứa bên trong mình là một thiên hà neutron, là điểm nối cho mọi sự tồn tại. Crown Crystal bị phá hủy, nó sẽ không còn bất cứ sự tồn tại nào hết, từ không gian, thời gian đến toàn bộ vũ trụ sẽ biến mất hoàn toàn. The Heart of Universe, trái tim vũ trụ. Trái tim vũ trụ chắc chắn sẽ là bảo vật đứng top 1 trong danh sách này. Nó sở hữu sức mạnh không thể nghĩ bàn, quyền năng bậc nhất thế giới Marvel.
Bất kỳ ai có được vũ khí này đều nhận được sức mạnh tối thượng, chỉ đứng sau The One Above All, thực thể kiểm soát toàn bộ vũ trụ Marvel mà xếp trên tất cả. Nó nguy hiểm tới mức các thực thể không gian bí ẩn và đầy sức mạnh phải tập hợp lại với nhau để tạo thành nhóm Celestial với mục đích bảo vệ The Heart of Universe khỏi sự nhòm ngó của những kẻ tà ác đảm bảo hòa bình cho vũ trụ. Trong lịch sử Marvel, khi Thanos chạm tay được vào trái tim của vũ trụ, hắn đã hủy diệt toàn bộ không gian, thời gian chỉ với một tiếng thét. Những thực thể hùng mạnh khác như là Living Tribunal, Eternity hay Infinity cũng không phải đối thủ của hắn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 8 loại vũ khí mạnh nhất trong thế giới siêu anh hùng Marvel rồi. Nếu cho các bạn chọn thì các bạn sẽ chọn loại vũ khí nào? Nếu là mình thì có lẽ là mình sẽ chọn găng tay vô cực, nhưng mà không phải để hủy diệt thế giới. Mình cũng chưa nghĩ ra là sẽ làm gì, nhưng trước hết thì mình sẽ dùng quay về quá khứ để làm vài việc mà mình đã bỏ lỡ. Và để tiếp tục mơ mộng về chuyện có mấy cái món vũ khí này thì mình nghĩ chúng mình nên đi ngủ sớm. Nhưng trước khi đi ngủ thì các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh Top 1 Khám Phá nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.